giản rồi. Đây đây. Ô rắn này, ở là cắn chết người đấy. Rắn cắn chết người đấy, ông. Ghê rắn không dám chạm thế là tốt. Ôi, tôi chỉ dám giữ thế là tôi hổ không. Ông. Bắt đầu rắn này chắc là mua này. Nó đang đi kiếm mồi đấy con này. Rắn này kiếm mồi đấy con. Mua rắn sinh sản. Tao đây. Nó đi kiếm mồi có thể là nó đi kiếm về cho con ăn đấy. Không phải đùa đâu. Một xác à? Một dân này, một con vẹ. À vẹ à? Ừ, giết giết vẹ đi. Mẹ. Con này mới cân của này. Không cho vào xem mà ổ đâu cho nó có gì không? Tìm xem có mà nào không nào. Rồi đây cái rút đây. Đấy, tôi đang chui vào hang. Thôi đấy, đang chui tôi đang chui sợ thằng vườn thấy. Ở đây có không tôi? Đây tôi đây. Cứ nhẹ nhàng thôi, cứ nhẹ nhàng thôi. Cứ chuẩn bị sẵn đây mà con. Cứ nhẹ nhàng thôi. Ui, mùa này cái kiểu ấy. À đây à? Đây, rắn này. Đúng rồi. Con chắc chắn đang ấp luôn. Ủa? Con rắn này chắc chắn đang ấp. Ủa? Chắc chắn đang ấp. Con kia chắc chắn là con này đi kiếm mồi về rồi. Ây! Đấy! Đấy, không chứng nào. Ai dạ? Đấy rồi. May mắn rồi. Chúng đang lỡ luôn. Rắn này nhá, rắn bố mẹ nó nằm đây đến khi nào mà bình thường ấy. Đấy, ui rồi nó bảnh đấy. Bình thường là rắn bố mẹ nó nó sẽ nằm ở ổ đây để nó bảo vệ con nó đến khi nào mà con nó lỡ hết. Đấy, rắn con nó ra đấy. Đấy. Ui. Nên khi nào mà rắn con nó lỡ hết thì ông gạt con rắn con kia nó vào chẳng lỡ nó chạy tí chả bắt được. Rắn con cắn nó nguy hiểm đấy. Ui, thế ông gạt cho nó vào. Đấy. Ui. Ý. Ồ, bà tí ở bên bệnh rồi. Ôi, anh kia ổng đây, nhúc nhúc rồi. Nó tổ nó mà đang nở, tôi bảo đang nở mà. Ôi, đấy con kia này đang bèo ra thế thôi. Còn mẹ nó đang chui vào. Ủa, rắn con này nó có biết cắn không? Rắn con nó cũng cắn đấy nhưng mà ui. Ít nguy hiểm. Loại nó đang nuôi con. Nó đang nuôi con nó tận lắm ấy loại này ạ. Ồ. Con này màu không? Hơi khắc khắc con này. Con này bệnh thương hay bệnh chúa không? Nhưng mà nó cùng loài. Cứ thả cho đầu vào trong xong cởi. Thả nó vào nó chui vào để khói bắt. Con rắn con tí kia này mà nó biết bệnh cổ rồi này. Đấy, nó bệnh cổ đấy. Kinh thật đấy. Nó bệnh ghê thật đấy này. Nó khi nó lỡ ra. Ê, nhìn kinh thật. Là nó đã có đủ khả năng để nó. Đây, nhìn bệnh này. Nó cắn chết người rồi. Ôi giời. Giống này thế. Đấy, nó đang muốn nào vào. Nó đang trườn vào. Đấy, nó đang kiểu ngửi thấy mùi. Hàng đẹp thật đấy. Của nó. Mùi của nó. Mùi của của ấy là nó muốn nào vào ấy. Có phải cây không? Ôi, có gì cần phải ra ấy đấy rồi. Đấy thôi ông thấy tôi nói không chuẩn thật mẹ. Nó ngửi thấy mùi đấy, ngửi thấy mùi đánh hơi kiểu nó là nó muốn vào đúng không đấy. Đấy, sao con trong này nó đỡ hơn trứng thì nở này xem nào. Ôi xời. Đây cây đây này ông bác ơi, đây cây này. Mình lấy cây cho an toàn này. Ủa, quả đây không đang nở sao ấy?
quả này hình như đang nở, đang đốc mã đây. Ừ, đang. Đấy, ồ đúng rồi, rắn trong mà. đúng rồi. Thôi cứ để kệ đi cho nó lỡ tự nhiên đi. Tí cầm về nhà mình bẻ ở đâu á. Nè. Ui, rắn con trong này. Con núp rồi. Đây cây đây, cây đây, lấy đây. Đây, từ từ bình tĩnh phải lấy túi đựng ra. Cái gì cứ phải bình tĩnh. Cả giống nó đã thành con rồi là phải đựng vào túi. Ừ. Không nó rút ra mất ngay. Ừ. Giống này là thế. Nhìn. À chà chà. Ông là ông đã đúng dân chuyên nghiệp, tù gà lắm ông. Đấy. Tù hốt lắm nhìn. Dân mới nở đấy. Ừ, nhìn mới lỡ bắt được đúng từ ổ luôn. Ai ở đây này, nó còn đang chui cả vào. Đấy, đấy. Hai. Ôi, nó ngóc lên kinh bệnh thật đấy. Ai này. Ừ. Dạ, cẩn thận nó bổ. Thấy. Ba. Họ nó bệnh lên như thật đấy. Đây có con đang nở không ạ? Ừ. Đây có con đang thè ra khỏi cục quả trứng này. Ừ. Lấy cái ổ trứng ra cho. Kìa. Đấy, có một con đuôi thôi là kìa. Kệ nó. Con đấy nó đang chui vào kha ra. Nôi nó ra luôn. Đây. Ôi giời, đây ổ trứng này. Ổ trứng này. Ồ, trong, trứng phụt ra luôn. À, trong quả trứng phụt đấy, ra luôn. Đấy. Ôi giời. Đúng. Đúng từ trong phụt ra luôn. Đấy. Nào, đây đúng thật hột trong trong trứng phụt ra luôn nhé. Đấy, này. Ai giời. Đấy, đây này. Đây này, trong trong này nó còn đang động. Thử bánh một con ra khác nó phụt ra luôn này. Động vào nó ra luôn. Đảm thử đấy. thử một con ra. Đảm bảo động vào ra luôn. Thử một con ra. Quả cho nó vừa chui ra xong. Đấy, 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 nó đang thử động. Quả đang rách rách kia xem ra. Đấy, nó đang ừ, động. Ừ, đấy. Wow. Ông thử chọc chọc nó ra không? Động động kiểu gì nó ra. Nó sẽ tòi ra. Ừ. Nó còn động đấy mà. Xem nào. Xá xá miệng tới đấy. Không. Không cần. Giống này nó thế. Không cần mạng lắm. Muốn để cho để cho nó kiểu như là muốn, kiểu nó đến ngày ấy. Muốn cho nó ra cho mọi người nhìn. Thế là mùi rôn rôn. Tự nhiên. Đây. Đây. Động kiểu gì kiểu nó sẽ tò đầu ra. Nó thấy sáng là nó ra mà. Thấy sáng mới kèm theo này. Là mình động nó có tác động là nó ghê kiểu đấy. Đấy đây. Đây. Đầu phải rồi. Đấy. Đấy. Con rắn nó chuẩn bị lỡ đấy. Mọi người. Đấy là thụt vào. Đấy. Dịch dịch chỗ tại ra phát nó phụt. Rồi cho nó vào. Rồi cho vào. Cho nó vào mang về ấy. Mang về ấp, mang về cho mẹ con nhà nó. Ấp nhỏ. Mình cho nó về. Ấy. Cái quả này hỏng rồi thối. Cho vào đây. Chờ đây. Hình như vẫn còn rất con thôi. Một quả con này. Quán. Đấy. Đây. Đấy, ba tí rồi nó đã biết lẩn trốn này này. Đấy, quán. Đấy, thấy không? Đấy, sinh tồn này. Sao mà nó to hết này. Con này chắc là nở được vài hôm rồi. Ừ. Con này tôi phịt rồi. Nó phịt được mà. Nó phịt rồi. Nó phịt được mà. Bệnh to nhìn mà. Một cái nè. Phút phút nhìn xem quả có nào đó. Nó cầm cái này thôi. Được, dân con này kéo sớm ấy. Cầm hết rồi đấy. Đảo hết hàng thì sao? Không còn không biết nghe có gì. Đây. Ê, giờ bà chồng cứ tưởng là anh con run. À kia con run kìa. Rất là hung hăng. Ừ. Hôm nào có ông sang là tôi kiểm đấy. Tra tại cái nhà. Đấy mọi người ạ. Đây khi đang ở nhà thì có ông hàng xóm này ông ấy gọi là ông chặn được con rắn nên là sang. Mình đã bắt được hai con rắn, một con rắn bố rắn mẹ và đây một đàn rắn con này.
hôm nào ông có phải sang hỏi tôi cái chỗ ngắm nghía xong với cái chỗ nhà tôi có chuồng gà mà bị rắn cắn liên tục vậy, mất gà được, được. Đấy, đấy 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 con này nó còn đang ở trong này. Vâng, thôi cảm ơn ông ơi. Xin phép ông ơi, tôi về đây. Đấy, vườn rộng đấy. Vườn nó rậm rạp như thế này là nó nhiều rắn. Đây đồ của ông này. Đấy giả quốc không? Được. Không về nhá. Xin phép đây.